Thưa quý vị và các bạn, vào sáng nay ngày 24 tháng 3, tại hội trường Diên Hồng, với sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, kỳ họp thứ 11 Quốc hội khóa 14 đã khai mạc trọng thể tại nhà Quốc hội, thủ đô Hà Nội. Trước giờ khai mạc kỳ họp thứ 11 Quốc hội khóa 14 nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tại thủ đô Hà Nội, sáng sớm nay, lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đại biểu Quốc hội đã đặt vòng hoa vào lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Vòng hoa của đoàn mang dòng chữ đời đời nhớ ơn Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại. Các đại biểu đã thành kính tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh, bày tỏ lòng biết ơn vô hạn đối với vị lãnh tụ kính yêu, anh hùng giải phóng dân tộc, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam, người đã hiến dâng cả đời mình vì độc lập tự do của Tổ quốc và hạnh phúc của nhân dân. Sau khi vào lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh, Quốc hội đã tiến hành họp phiên chủ bị. Phiên khai mạc kỳ họp thứ 11 Quốc hội khóa 14 bắt đầu lúc 9 giờ sáng nay tại hội trường Diên Hồng. Phát biểu khai mạc, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân nhấn mạnh, Quốc hội khóa 14 khai mạc trọng thể kỳ họp thứ 11 vào thời điểm cả nước đang tập trung triển khai thực hiện nghị quyết đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng và chuẩn bị tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 15, đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Kỳ họp thứ 11 là kỳ họp cuối cùng của Quốc hội khóa 14. Đến thời điểm này, chúng ta có quyền tự hào về những thành quả đạt được trong cả nhiệm kỳ. Suốt chặng đường gần 5 năm qua, Quốc hội đã nỗ lực đoàn kết cùng Chủ tịch nước, Chính phủ, các cơ quan, tổ chức hữu quan hoàn thành trọng trách được giao, tạo nên sức mạnh tổng hợp để cùng toàn Đảng, toàn quân và toàn dân đạt được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa vô cùng quan trọng, nâng cao vị thế uy tín của đất nước, củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng và Nhà nước. Trong nhiệm kỳ qua, tình hình thế giới diễn biến phức tạp, khó lường trong nước. Bên cạnh những thời cơ thuận lợi còn có những khó khăn, thách thức đan xen, thiên tai dịch bệnh liên tiếp xảy ra, đặt ra nhiều yêu cầu mới. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, các cơ quan trong bộ máy nhà nước đã phối hợp chặt chẽ, nêu cao tinh thần trách nhiệm, vượt qua khó khăn, thách thức, không ngừng cải tiến, đổi mới và luôn hành động vì lợi ích của nhân dân, quốc gia, dân tộc. Kỳ họp này là dịp để chúng ta đánh giá, nhìn nhận lại những thành tựu, kết quả đã đạt được, những tồn tại hạn chế trên các lĩnh vực lập pháp, hành pháp, tư pháp và các mặt công tác khác. Từ đó phân tích rõ nguyên nhân, rút ra những bài học kinh nghiệm để làm cơ sở cho việc tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động trong nhiệm kỳ tới, tạo thế và lực đưa đất nước vững vàng bước vào thời kỳ phát triển mới. Có thể nói, đây là kỳ họp mang tính cầu nối, góp phần vào việc chuyển giao nhiệm kỳ của các cơ quan trong bộ máy nhà nước. Chủ tịch Quốc hội cho biết tại kỳ họp này, Quốc hội sẽ dành thời gian thỏa đáng để thảo luận, đánh giá công tác nhiệm kỳ khóa 14 của Quốc hội, xem xét các báo cáo công tác nhiệm kỳ 2016-2021 của Chủ tịch nước, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ, Hội đồng Dân tộc, các ủy ban của Quốc hội, Tòa án Nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao, Kiểm toán Nhà nước. Trên cơ sở đó sẽ xem xét thông qua nghị quyết về tổng kết công tác của các cơ quan trong bộ máy nhà nước nhiệm kỳ 2016-2021. Quốc hội sẽ xem xét quyết định việc miễn nhiệm bầu phê chuẩn một số nhân sự cấp cao trong bộ máy nhà nước để ổn định về mặt tổ chức và cán bộ, đáp ứng kịp thời yêu cầu triển khai thực hiện nghị quyết đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng. Trên cơ sở đó kiện toàn Hội đồng bầu cử quốc gia để tiếp tục chỉ đạo công tác bầu cử. Quốc hội xem xét thông qua dự án luật phòng chống ma túy sửa đổi, xem xét quyết định số lượng đại biểu hoạt động chuyên trách của Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2016, nhiệm kỳ 2021-2026. Nghe các báo cáo về tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân gửi đến kỳ họp thứ 11, kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 10 Quốc hội khóa 14, sẽ nghe kết quả hoạt động của Hội đồng bầu cử quốc gia từ khi thành lập cho đến tháng 3 năm 2021, nghiên cứu xem xét một số báo cáo khác của Chính phủ, trong đó có báo cáo đánh giá bổ sung kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2020. Chủ tịch Quốc hội đề nghị các vị đại biểu Quốc hội tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm, đoàn kết dân chủ, trí tuệ, đóng góp nhiều ý kiến sâu sắc, tâm huyết, chất lượng để góp phần vào thành công của kỳ họp cuối cùng của nhiệm kỳ này. Tiếp theo, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân trình bày dự thảo báo cáo công tác nhiệm kỳ khóa 14 của Quốc hội. Theo chương trình, cũng trong phiên khai mạc sáng ngày 24 tháng 3, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng trình bày báo cáo tổng kết công tác nhiệm kỳ 2016-2021 của Chủ tịch nước.
Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc trình bày báo cáo tổng kết công tác nhiệm kỳ 2016-2021 của Chính phủ. Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội trình bày báo cáo thẩm tra, báo cáo tổng kết công tác nhiệm kỳ 2016-2021 của Chính phủ. Hoàn thiện hơn và phương thức hoạt. Thưa quý vị, bên lề kỳ họp cuối cùng của Quốc hội nhiệm kỳ khóa 14, nhiều đại biểu cũng đã bày tỏ cảm xúc về những dấu ấn của Quốc hội trong suốt 5 năm qua. Trải qua 10 kỳ họp, đến nay là kỳ họp thứ 11, các đại biểu Quốc hội đều ấn tượng và đánh giá cao sự đổi mới rõ rệt của nhiệm kỳ Quốc hội khóa 14. Không khí nghị trường sôi nổi, ngày càng mang đậm hơi thở của cuộc sống và đã đáp ứng được nguyện vọng của cử tri cả nước. Đặc biệt, lĩnh vực lập pháp, giám sát tối cao đến quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước đều đạt được những kết quả quan trọng. Thế vai trò giám sát thì Quốc hội cũng đã tiến hành nhiều cuộc giám sát quan trọng. Và kết quả giám sát ấy, thì nó thể hiện thông qua những cái báo cáo rồi những cái lần chất vấn và đã giúp cho cơ quan quản lý nhà nước rồi là các cái cơ quan về tư pháp nâng cao cái trách nhiệm và hiệu quả hoạt động của mình. Tại kỳ họp cuối cùng, nhiều đại biểu cũng bày tỏ những cảm xúc đặc biệt vì trong suốt 5 năm qua, trên cương vị người đại biểu nhân dân, họ đã nỗ lực hết mình, hoàn thành những trọng trách mà cử tri đã tin tưởng giao phó, đóng góp vào sự thành công chung của Quốc hội nhiệm kỳ khóa 14. Bảo lủ của năm 2020, mỗi kỳ họp cho đến là họp chuyên trách đến họp ủy ban thì bản thân luôn luôn là người mà tích cực nhất trong vấn đề là tham gia phát biểu xây dựng luật pháp lệnh và vấn đề thảo luận về kinh tế xã hội cũng như là các cái lĩnh vực khác. Thì đấy là cái thứ hai là luôn luôn lắng nghe, luôn luôn thấu hiểu ý kiến kiến nghị của người dân. Là thành viên của Ủy ban Tư pháp Quốc hội thì cũng tham gia đóng góp rất nhiều vào cái công cuộc cải cách tư pháp thông qua những các cái phiên thảo luận rồi những các cái hoạt động chất vấn cũng như là giám sát tối cao và tham gia những các cái hoạt động của đoàn đại biểu Quốc hội trong cái việc mà hoạch định chính sách. Đặc biệt là về vấn đề đã Quốc hội lần này đã thông qua những các cái chính sách, những các cái nghị quyết liên quan đến thủ đô Hà Nội. Nhiệm kỳ Quốc hội khóa 14 sắp khép lại, gần 500 đại biểu Quốc hội khóa 14 hy vọng những dấu ấn của Quốc hội khóa 14 sẽ là tiền đề để Quốc hội khóa 15 tiếp tục đổi mới, hoạt động hiệu quả, thể hiện tốt hơn vai trò là cơ quan đại biểu cao nhất của nhân dân, cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất, đáp ứng được hơn nữa sự mong đợi và kỳ vọng của cử tri, nhân dân cả nước.